tình huống hy hữu diễn ra trong trận đấu giữa Dinamo Zagreb và Istar 1961 tại giải vô địch quốc gia Croatia. Cụ thể, ở phút 90 của trận đấu, tiền đạo Bruno Petrovic đã bị truất quyền thi đấu sau khi thực hiện cú sút penalty làm tung lưới đối phương. Vì lý do là vì khi thực hiện cú sút penalty, cầu thủ này tiến lên, giơ chân và khựng lại một nhịp để đánh lừa thủ môn rồi dễ dàng hạ chân xuống ghi bàn. Tuy nhiên, do hành động không hợp lệ nên trọng tài đã lập tức rút thẻ vàng. Do trước đó cầu thủ này đã phải nhận một thẻ vàng nên đồng nghĩa Petrovic phải nhận thêm một tấm thẻ đỏ và rời sân. Trước khi các bạn xem clip, nhớ bấm đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Bóng đá là môn thể thao vua, điều đó đã được công nhận từ rất lâu. Mà trong bóng đá thì sự kịch tính và hấp dẫn sẽ luôn song hành cùng với những màn hài kịch không thể đỡ nổi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những tình huống vô cùng hài hước của các ngôi sao sân cỏ. Đảm bảo sẽ toàn những siêu phẩm luôn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Lên đường thôi nào! Bảo David Luiz là siêu điệp viên khiến cổ động viên Arsenal nhiều đêm mất ăn mất ngủ thì lại tự ái. Nhưng xem pha bóng bị Mohamed Salah lừa cơ bản như này, xin phép được cười anh phát Luiz. Mãi đồ xù thương hiệu trong cồng kềnh thực sự trong tình huống này. Công nghệ tiên tiến đã biến Neymar trở thành một anh chàng cao bồi chất chơi người dơi ngay trên sân. Hảo Photoshop là đây chứ đâu. Tại sao anh Zai lại ôm đầu đau đớn đến vậy? À thì ra khi xem lại pha quay chậm, ta mới nhận ra rằng Lucas Digne đã lén thụi tặng cho đối thủ một cú đấm không trượt phát nào, đấm văng cả bảo vệ đầu cơ mà, ảo thật đấy. Một cú xoạc bóng cứ phải gọi là mướt mường mượt của Eric Bailly đã khiến cho đối thủ không thể thực hiện tiếp pha tấn công. Thế này mới gọi là người chơi hệ xoạc chứ, được anh. Mạnh mẽ lên nào anh Bảy ơi, bình thường là người thực hiện quả sút phạt, nay đổi vai trò làm hàng rào thôi mà, làm gì căng. Hậu quả của việc hay chê bai đồng đội đấy, bóng thì chưa lăn hết mà ông thần kia tay chân đã quạo để ra bộ tức tối, rồi cuối cùng chính bản thân bị giật mình, rồi cũng không sút vào luôn, quê chưa thanh niên. Phạm nhân này nặng tội lắm rồi đấy, dám tống thẳng quả bóng vào mặt Fred đại đế thế này, tội này phạt như thế nào đây anh em? Khoan hãy nói về tình huống ghi bàn trên chấm phạt đền cơ bản này đi, chúng ta hãy cùng nhau nhìn về chiếc bụng bự được lộ ra trước toàn dân thiên hạ của vị khán giả này xem, có bị ngấy quá không các bác? Này thì không nghe lời thầy dặn này, chơi mà còn lớ ngớ như vậy nữa thì ra khỏi sân nghe chưa, xúc cái cảnh cáo thôi đó. Trong trận đấu với Rostov tại giải vô địch quốc gia Nga, thay vì nắm tay những em bé bước ra sân, 11 cầu thủ đá chính của câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg, mỗi người đã ôm một chú chó. Đây đều là những chú chó vô chủ đang được nuôi dưỡng trong những mái ấm tình thương, một hành động vô cùng ấm áp và ý nghĩa của các cầu thủ Zenit. Chỉ là cái vòi nước phun sân thôi mà, làm gì giật mình dữ dội vậy Gary Neville, bình tĩnh nào các bác ơi. Sau khi bị cổ động viên Arsenal chơi xấu, Dele Alli liền có hành động trả đũa khi giơ tay thể hiện chiến thắng 2-0 của gà trống trước đó. Tiền thể cũng trả đũa luôn pha trêu ngươi y hệt của Theo Walcott, một mũi tên trúng hai đích. Gây sự nhầm người rồi, Matt Noble, có phải Paul Pogba là người soạt đâu anh trai ơi? Thôi thì cuối trận, cả hai bắt tay giảng hòa, trao nhau những cái ôm như này cũng ấm lòng rồi. Lập công xong là chạy ra cà khịa luôn cổ động viên đối thủ. Đúng là tuổi trẻ đầy sự bồng bột và hay làm màu mà Erling Haaland. Rồi sau đó bị khán giả giơ ngón tay thối luôn mà, thỏa mãn chưa? Jack Grealish với Aspilicueta đã theo nhau như hình với bóng, đúng theo nghĩa đen. Họ đã cùng ôm nhau rồi cùng ngã sấp mặt. Hình ảnh này thật cảm động quá đi à.
Tình hình giải khát kiểu này hơi tốn nước nha thanh niên, cũng đến chịu với cái hành động cho cả thùng dội lên người rồi đấy, chưa bao giờ thấy trước đây. Biết chắc là sẽ có một quả truyền hỏng, thế nên là David Alaba mới ôm đầu đáng tiếc sớm đến vậy. Bóng vừa thoát khỏi chân cái là cựu sao Bayern Munich ôm ngay đầu luôn mà, tiếc chưa? Thánh kiến tạo thì cũng phải mắc sai lầm không ít thì nhiều nhé. Kevin De Bruyne đã có một cú tạt bóng có lẽ là lỗi nhất trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. Thôi không sao, mọi người chưa nhìn thấy gì nha Kevin. Với tất cả sự tôn trọng của mình, nhưng mà pha trượt chân này nó huyền thoại quá Steven Gerrard, xin phép được khắc sâu trong tâm trí nha. Đặc biệt với các cổ động viên Liverpool thì cú ngã này của G8 làm sao họ có thể quên được. Quên cái trò tung đồng xu đi, giờ xin mời hai đội trưởng chơi trò oẳn tù tì để lấy bóng lấy sân cho nhanh. Vừa tiện lại mang tính giải trí cực cao, sáng tạo đấy anh Tài. Lại thêm một tình huống như có phép thuật trong bóng đá vậy, trái bóng lăn rất là lâu trên vạch vôi khiến cho ai cũng tưởng là bóng đã đi ra sân rồi. Thế là tấm chiếu mới kia liền cầm trái bóng lên luôn đưa cho thủ môn. Rồi xong, kết quả một quả penalty được trọng tài thổi ngay lập tức. Ảo chưa bà con, xin được bình chọn, đây là pha bóng ảo ma nhất trong video này. Thôi thôi, ông không sút được thì đi ra một bên để tôi tự đá vào lưới nhà cho nhanh. Rất là mất thời gian nhé. Dứt điểm là phải như này này. Một pha phản lưới không thể dứt khoát hơn của anh chàng áo trắng. 10 điểm cho chất lượng. Cái tội quấy rối trọng tài trong khi ngài ấy đang làm nhiệm vụ thì dù cho là có vô ý hay là cố tình thì cũng sẽ xác định bị trù trong trận ấy nha. Vị vua áo đen dù đưa tay cái lên ra dấu, tốt đấy chàng trai, nhưng mà mắt ông ấy đang lườm rồi nha, xác định luôn anh trai ơi. Vừa rồi là những pha bóng vô cùng hài hước trên sân khiến cho người hâm mộ có những giây phút giải trí cực mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video này nhé. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.